chào cả nhà. Sâm Ngọc Linh Tuấn Hằng vừa mới đi lên núi mua sâm của ông già Lâm. Đó, những củ sâm. Già Lâm con này con quay còn chút mình đó. Dạ. Đó. Còn xương. Vừa mới mua của ông già. Ông già Lâm đây. Ông già Lâm. Đó. Năm củ sâm rất là đẹp, rất là lung linh nha. Rồi. Sâm Ngọc Linh Tuấn Hằng rất là trân trọng. Đó. Ông già nhận đủ tiền nhá. Ông già khoe tiền mọi người. Đó. Vừa mua 5 cây sâm thôi nhưng mà rất nhiều tiền nhá. Cả nhà nhìn đi. Đó, tiền trao cháo bút. Rồi Sâm Ngọc Linh Tuấn Hằng cảm ơn ông già Lâm. Rồi. 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 Rồi